Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ số tháng 4 năm 2022 được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho giới trẻ. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu cần thiết đảm bảo an toàn bức xạ của các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ tại địa phương, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Khoa học Công nghệ STEC tổ chức khóa đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn ứng phó sự cố bức xạ năm 2022. Tham dự khóa đào tạo có 26 học viên gồm các y bác sĩ, các nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ đến từ các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong y tế, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các học viên được đào tạo hướng dẫn các nội dung cơ bản về bức xạ ion hóa, tương tác của bức xạ với vật chất, ghi đo bức xạ, hiệu ứng sinh học của bức xạ, nguyên lý làm việc của thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ và các vấn đề an toàn bức xạ, bảo vệ chống chiếu xạ ngoài, hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu, thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ, hướng dẫn bảo đảm an toàn bức xạ trong vận chuyển nguồn phóng xạ. Đây là chương trình đào tạo thường niên định kỳ theo quy định của pháp luật, với mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng thiết bị bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ và người phụ trách ứng phó bức xạ hạt nhân, qua đó góp phần đảm bảo công tác an toàn, an ninh nguồn phóng xạ trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức khảo sát, hướng dẫn 3 doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. 3 doanh nghiệp được lựa chọn để hướng dẫn gồm doanh nghiệp tư nhân Hòa Bỉ, công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Hùng Hà và công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Quyết Tiến. Các doanh nghiệp trên được chuyên viên phòng quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh tra viên chính của Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về các quy định pháp luật về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, yêu cầu các đại lý, các thương nhân nhận quyền bán lẻ và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gồm kiểm định cột đo xăng dầu, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra định kỳ phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo, lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra, trang bị bộ ca đong, bình đong đã được kiểm định và các ống đong chia độ để tự kiểm tra sai số của cột đo xăng dầu. Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001. Lấy mẫu, niêm phong mẫu và lưu giữ mẫu để phục vụ việc đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng. Thực hiện các biện pháp bảo đảm cung cấp cho khách hàng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng, lưu hồ sơ chất lượng xăng dầu. Thưa quý vị, để văn hóa sở hữu trí tuệ trở thành yếu tố nền tảng trong phát triển kinh tế xã hội, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, giáo dục về sở hữu trí tuệ cho người dân ngay từ độ tuổi thanh niên. Là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và truyền thông, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên đã luôn chú trọng phát triển nguồn lực, đặc biệt là nhân lực trẻ trong hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Nhiều nhóm nghiên cứu là giảng viên trẻ và sinh viên của nhà trường đã nỗ lực đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm có tính ứng dụng trong thực tiễn, đạt được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Tôi đã định hướng và hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu những cái giải pháp về mặt khoa công nghệ hiện đại, đặc biệt là những cái kiến thức liên ngành điện tử, công nghệ thông tin và tự động hóa. Thì từ đó thì đã giúp các cái thành viên trong nhóm nghiên cứu có khả năng nghiên cứu khoa học một cách sáng tạo, gắn với đổi mới đấy, và đưa ra những cái sản phẩm có cái tính ứng dụng cao, những cái giải pháp kỹ thuật hiệu quả. Thế thì trong cái thời gian tới thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi tiếp tục tăng cường, nâng cao cái vai trò nhận thức về tài sản trí tuệ. Đặc biệt là chúng tôi sẽ định hướng là có những cái bảo hộ, những cái giải pháp sáng kiến, sáng chế để khi mà chúng tôi tránh được những cái rủi ro về mặt pháp lý khi mà đưa những cái sản phẩm nghiên cứu của nhóm ra cái ứng dụng thực tế. Nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, xác lập bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều ý tưởng sáng tạo, tạo ra các sản phẩm có thể đưa vào thực tiễn.
nhà trường cũng đang khuyến khích, hỗ trợ các thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho những sản phẩm có giá trị cao và hỗ trợ quá trình thực thi, thiết kế, chế tạo, hoàn thiện sản phẩm. Đến nay, nhà trường đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích, thiết bị sao chè sử dụng năng lượng điện và khí đốt. Nhà trường cũng sẵn sàng hỗ trợ phòng làm việc, rồi tài liệu, rồi những cái máy móc thiết bị và hỗ trợ cho các thầy về kinh phí. Hiện nay chúng tôi triển khai cho phòng khoa học công nghệ là đầu mối nghiên cứu kỹ các văn bản, các quy trình để gửi các hồ sơ đi như thế nào và đầu mối quản lý sở hữu trí tuệ của quốc gia ở đâu để kết nối để nhờ tư vấn hỗ trợ để chúng ta viết được một cái bản thuyết minh tốt nhất. Vì ngoài sản phẩm tốt thì chúng ta phải có bản thuyết minh tốt, đúng quy cách, đúng chất lượng, ngắn gọn rõ ràng thì mới được chấp nhận. Thì đấy là cái khâu mà cần phải trợ giúp của các chuyên gia. Là một trong những tổ chức khoa học và công nghệ có nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn và tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao để đưa ra thị trường, Viện Khoa học Sự sống Đại học Thái Nguyên trong nhiều năm qua đã luôn chú trọng vào hoạt động nghiên cứu gắn với việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu của mình. Được thành lập từ nhiều năm nay, Viện Khoa học Sự sống luôn định hướng từ nghiên cứu đến ứng dụng để tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ gắn với thực tế. Hiện nay, sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo của viện được đưa ra thị trường trong và ngoài nước. Đây là sản phẩm được đánh giá cao từ nghiên cứu đến ra sản phẩm và được đăng ký bản quyền về sở hữu trí tuệ. Các nhà khoa học trẻ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu, sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt nhất. Viện chúng tôi thì có nhiều các lĩnh vực khoa học sự sống nó rất là rộng. Những cái mảng công nghệ vi sinh, mảng sinh học phân tử, mảng công nghệ tế bào. Và đặc biệt là để kiểm nghiệm tất cả những lĩnh vực đó thì có một cái phòng gọi phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 để nghiên cứu những cái sản phẩm nội lực ở trong nghiên cứu ở trong viện. Hướng đi của chúng tôi là làm sao phát triển một cách bền vững. Đấy, bền vững từ khâu nghiên cứu, từ khâu sắp xếp nhân sự con người đến cái hướng nghiên cứu cũng như là khai thác những cái trí tuệ của các bạn trẻ đang có nhiều sức khỏe này, có nhiều cái trí tuệ muốn cái đam mê để cống hiến. Hai nữa là hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị để thu hút những cái tạo cái môi trường thuận lợi để cho các nhà khoa học trẻ nghiên cứu và có cơ hội nghiên cứu và cơ hội phát triển. Trong những năm qua, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã có những bước phát triển đáng kể. Việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tăng. Đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đăng ký bảo hộ được một chỉ dẫn địa lý, 3 nhãn hiệu chứng nhận, 19 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm hàng hóa nông sản tiêu biểu của tỉnh, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức cá nhân thực hiện các thủ tục về sở hữu công nghiệp. Đến hết quý 1 năm 2022, toàn tỉnh có 309 đơn vị đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp và 148 văn bằng bảo hộ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp, nhằm tiếp tục hỗ trợ các tổ chức cá nhân trong việc xác lập, khai thác cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho người dân, đặc biệt là giới trẻ trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đã khai thác các trạm thông tin dịch vụ sở hữu trí tuệ, gọi tắt là IP Platform. Và trong cái trạm IP Platform thì có rất nhiều cái dữ liệu, các cái tài liệu về cái sở hữu trí tuệ trong tỉnh cũng như là trong toàn quốc để cho các tổ chức cá nhân có thể là qua đó tham khảo và có cái hướng dẫn để đăng ký bảo hộ cái quyền sở hữu tài sản trí tuệ. Thế và cùng với đó thì chúng tôi cũng đã tiếp tục là đăng bạ bảo hộ các cái sản phẩm đặc thù của tỉnh Thái Nguyên ra nước ngoài, ví dụ như là nhãn hiệu tập thể trẻ Thái Nguyên đã được đăng bạ bảo hộ ở 6 nước. Thế và tới đây chúng tôi sẽ công bố cái đăng bạ bảo hộ đó thế và cho các cái tổ chức cá nhân, đặc biệt là những doanh nghiệp có cái hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu để có thể là áp dụng cái đăng bạ bảo hộ đó để phát triển cái sản phẩm đặc trưng của đặc thù tỉnh ra nước ngoài. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đồng hành hỗ trợ các tổ chức cá nhân và đặc biệt là giới trẻ trong hoạt động sở hữu trí tuệ, tăng cường công tác tuyên truyền về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức trách nhiệm, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của các tổ chức cá nhân, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ sâu rộng trong toàn xã hội.
Chuyên mục khoa học và công nghệ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.